Thật vậy, lòng nhân ái của con người không có gì có thể sánh được. Mọi người hãy mở rộng trái tim, giúp đỡ và yêu thương các em, để các em có đủ tự tin và nghị lực vượt qua những khó khăn để trở thành mầm non, một nền tảng tương lai của đất nước. Dân tộc Việt Nam chúng ta chú trọng nhất truyền thống nhân đạo. Vậy giờ đây, chúng ta hãy mở rộng vòng tay nhân ái bằng cách giúp đỡ các em nhiều và nhiều hơn nữa, để ngày mai tương lai của các em được tươi đẹp hơn. Niềm vui của mỗi người sẽ được nhân lên. Có khi nào bạn nghĩ phía sau những căn nhà sang trọng có những đứa trẻ được nôn chiều sống buông thả, trong khi đó có biết bao các em bé khác khao khát được một phần hạnh phúc nhỏ, đó là có nơi che mưa, che nắng, bố mẹ nuông chiều, nâng niu, hay được nhẹ nhàng đặt lên má những nụ hôn trước những buổi chiều đến lớp. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa mà hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương, lòng nhân ái của con người, mà hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim của những con người Việt Nam. Là giấc mơ đã lâu rồi, em đã không có tình thương. Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha, giọt lệ em tuôn rơi hòa tan với nỗi buồn, bước đi trong chiều mưa. Rất buồn vì em không biết đi về đâu. Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày, vì em không cha, vì em đã mất mẹ, thương đau vẫn là đau thương. Em mơ một vì sao sáng dẫn lối em trên đường đời, dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ đã lâu rồi, em đã không có tình thương. Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha, giọt lệ em tuôn rơi hòa tan với nỗi buồn, bước đi trong chiều mưa. Tình thương lòng nhân ái.